Em chào anh em nhé. Thì hôm nay cũng theo yêu cầu của anh khách chủ xe, anh nói là thôi quay cái dàn ngoài trước cho anh, khi gắp xong tới đâu quay cho anh tới đó, coi em tới đâu rồi. Thì em quay sơ cái dàn mà những cái phần em gắp cho anh xong đó anh em. Thì em quay sơ lại cho anh cái cho anh xem cái dàn ốc, anh coi ốc. Thì anh nói có những con ốc mà số 8, đầu số 8 anh em thì sẽ làm lại hết. Ốc đầu số 10 là dành hết, đúng viên là dành 100% là hết nha anh em. Thì anh yêu cầu là vậy, trừ 4 ốc cuộn trước. Thì anh nói 4 ốc cuộn trước thì thôi, thì cứ để vậy. Chứ giờ vô 4 ốc đầu 10 nữa thì nó không có đúng cái đời 21 này của xe ảnh. Để ra ảnh không muốn làm như vậy. Thì em quay sơ lại những cái phần này cho anh coi các anh em. Như thế này thì đây bốn ốc đầu phục, bao tay ống ga này cũng là bao tay ống ga mới hàng gì đó ra nè bạn. Dạ. Quay sơ lại những vấn đề này cho anh coi. Mâm bồng vỏ là anh thay gặp vỏ đúng đát luôn nha anh em. Dạ. Chứ không có thay vỏ trước đát này mà vỏ sau đát này không có. Đây này là vỏ trước vỏ sau là một đát. 3 hết anh em ơi. Thì những ốc này em quay cho anh coi là ốc anh muốn là những cái phần xe lúc trước đó, có một hai con mà người ta dặn không đúng anh nè. Số 8 thành đầu số 8, đầu số 10 thành đầu số 8 đó, thì em làm lại hết tất cả 100%. À đầu ốc số 10 lại hết cho anh. Em gửi cho anh xem. Còn riêng cái nồi anh em. Dạ, riêng cái nồi thì cái nồi của ảnh thì nó cũng nói chung là nó hơi mỏng rồi, bố ba càng của ảnh là nó mỏng rồi, thành thử ra ảnh vô bộ bố nguyên cái bộ bố ba càng hàng này là hàng xe kho anh em, nguyên cụm luôn nha anh em, đúng hàng xe kho. Rồi ảnh vô bố này thì dân người ta không có, người ta biết xài xe anh em, thành thử ra vô bộ bố này luôn. Thứ hai là hai mặt nhâm của ảnh đây, em quay sẵn, em quay lại là chuẩn bị em gáp vô anh em. Hai mặt nhâm của ảnh đây, còn cái chuông này em quay em gửi anh trai ơi. Hàng mà rồi hàng xe kho này, hàng lướt thôi anh em, chỉ chạy từ kho rồi là ra thôi, là về tới đây làm tay gã ra rồi. Vô bộ nồi này với bộ pulley, đây bộ bi này em xài bi mới anh em ơi, bi mới 100% chập trượt mới, rồi so của ảnh còn cột sau này cũng vậy, nó lúc trước anh xài Maloxy thì thử ra em tư vấn ảnh thôi, giờ xe mình làm zin lại hết rồi, tất cả đều zin lại hết thì thôi anh thầy hãy đúng một cục zin lại. Nên em quay, em chẳng em quay em báo anh rồi em gửi cho anh em coi luôn tình hình xe của anh đó. Còn chiếc của anh sẵn em nói luôn rồi, của chiếc bà chị này em không có nói này, bữa nay chạy không ngày cô đai rồi anh em ơi, cô đai xong xuôi hết rồi. Hôm nay em nói em này là em đang chỉnh cò lại, hôm nay không gài, hôm nay chỉnh cò em động lại, em ra Phương Trang em gửi xe gì dưới với mua cái bảo hiểm chạy xe nữa anh em ơi. Anh em nhớ có lại đây thì gặp, nếu không gặp em thì gặp anh này nè, anh Hiển á, quê ảnh ở Hiển Sơn Xịt đó nha anh em, Bình Chánh Hiển Sơn Xịt đây nè, nó thấy gì thấy đẹp trai chứ, có hai con á anh em ơi, đừng nói cho có anh em nào giờ nói ra thì cũng kỳ thế vậy, chứ cũng mê trai chứ không có mê gái đâu nha anh em, thế vậy á. Thôi nói vậy buổi sáng vui vẻ anh em ơi, gặp anh em chút xíu thôi, em quay xe này tổng quan vậy đó, em gửi cho anh trai nha, anh trai cái trong đó, nghiêm chỉnh hết rồi, cái này là nghiêm chỉnh nha anh em ơi, chứ không có nghỉnh chim đâu, quay này nghiêm chỉnh đó, ra anh gửi anh.